Video này trên công ty Châu xin trân trọng gửi tới quý khách hàng là chúng tôi đang bào để làm đẹp cho cái khung, đang gọi khâu hoàn thiện cuối cùng để làm đẹp cho tấm tranh. Đây cái khói bào thì thôi. Đang tôi phải bào từ sáng đến giờ. Bây giờ mình nghĩ ra là quay video cho quý khách xem. Tôi làm rất là kỹ, rất là mượt, rất là nhiều công đoạn. Sau đây chúng tôi còn phải đánh cái giáp đi cho nó kỹ. Sau đó thì mới sơn lót lên. Đây theo yêu cầu của khách hàng đã đặt hàng chúng tôi bộ tranh này. Đêm hôm qua 11 giờ đêm. 11 giờ đêm ngày đêm mùng 1. Và anh khách hàng và tôi đã giao dịch thành công. Và anh yêu cầu chúng tôi là sơn lót. Và anh không cần sơn bóng. Sơn lót để cho anh chơi một thời gian, sau đó khi nào thích sơn bóng thì sơn sau. Chúng tôi đang cho anh em chúng tôi đang hoàn thiện cầu làm nhẵn trước khi là để đưa vào sơn lót. Đây, từ sáng giờ tôi đã bảo được 3 tấm, còn đây là tấm cuối cùng. Nhẵn làm kỹ đi. Trực tiếp là tôi vào, tôi trực tiếp là làm bộ này cho anh khách hàng. Anh ở ngay gần nhà thôi, anh tên là Thái, ở bệnh viện Ứng Hòa, ở gần khu bệnh viện Ứng Hòa. Ây da, gai này nhọn quá, đâm cả vào tay. Tím tay, xít chảy máu. Và đây là những cái phôi bào của chúng tôi, bào ra. Nó rất là mỏng, rất là tơ mỏng, là tạo ra cái độ có nhẵn mịn, sờ phải mát tay. Trong cái nền này của chúng tôi thì những cái khâu khác chúng tôi đã lạo sạch sẽ, bào lạo và đục đẽo ở trong sạch sẽ rồi. Và khung này chúng tôi cũng phải bào lạo rồi đánh giấy giáp nhẵn kỹ đi, sau đó thì mới sơn lót để lên cái tấm tranh nó óng, nó luồn đẹp. Xin mời quý khách về tại xưởng tranh gỗ Minh Châu để chọn lựa hàng, hoặc có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại là 0975940966, và các chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn tận tình cho quý khách. Đây, số điện thoại của chúng tôi là 0975940966, với địa chỉ là thôn Đại Liệt, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và bản đồ của chúng tôi đây, hộp chữ ghi số điện thoại của bác làm đây. Bản đồ thu nhỏ của chúng tôi khoảng 10 km, bán kính 10 km.
đi từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về ngã ba Đỗ Xá và xuống quốc lộ 1A cũ và rẽ vào chỗ trung tâm huyện Phú Xuyên và rẽ về trên Gỗ Minh Châu là 5 cây. Và xin mời quý khách đăng ký kênh để theo dõi nhiều các clip độc đáo tiếp theo. Và cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.